đến từ đặc sản Phố Hiến ạ. Đặc sản Phố Hiến Long Nhãn Hưng Yên. Dạ, hiện tại đang có một mức giá rất là ưu đãi, không biết là chúng ta sẽ thanh toán. Long Nhãn thì trao đổi 114k Bitcoin và 266 tiền mặt, và cũng như những sản phẩm khác thì cũng đang có một mức giá rất là ưu đãi, thanh toán vừa bằng Bitcoin vừa bằng tiền mặt nữa quý vị nhé. Rồi, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ rồi, xin được mời chị hãy giới thiệu sơ về sản phẩm của công ty mình ạ. Dạ dạ. Và đặc biệt là cái này nó rất tốt cho sức khỏe, có thể mình làm trà hoặc là ăn chơi hoặc là như là mấy chị em ngồi đây ngồi ăn hết cần cân. Rất là tốt cho sức khỏe. Không biết là công ty mình tên gì, chị đọc to lên công ty mình được không ạ? Không, cái này là trà của chị làm tổng thôi, không phải công ty. À, đây là một sản phẩm là đến từ cũng là trà nè. Và ngoài ra thì đây là Long Nhãn, rất là tốt cho sức khỏe nữa. Và quý vị khi mà chúng ta còn muốn ăn vặt gì đấy thì cũng có thể mà sở hữu ngay cho mình một cái bịch Long Nhãn không chút bảo quản, làm từ những nguyên liệu rất là thân thiện và rất là tốt nha quý vị. Dạ rồi, xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, cái này là gì chị ơi? Tế bào gốc của công ty Reway. Tế bào gốc của công ty Reway. Dạ rồi, sản phẩm rất là chất lượng, rất là tuyệt vời. Và hãy sở hữu ngay cho mình một túi Long Nhãn để mà khi mà chúng ta ăn vặt á, chúng ta muốn ăn một cái gì đó thì chúng ta có thể lấy ra ăn liền ha. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.